Nó có một cái đặc biệt là người ta không nói bệnh là gì mà người ta gọi là đau. Cái đau là cái biểu hiện của cái dạ dày. Ví dụ người ta nói đau dạ dày hay là viêm loét dạ dày tá tràng. Đó, cũng giống như ở trong Đông y người ta nói là vị quản thống, thống là đau, đau dạ dày không nói là bệnh dạ dày. Đó là nguyên nhân đưa đến cái đau á, thì có thể là sơ bộ là ta nói qua về cái cấu tạo của dạ dày. Thì dạ dày là nó có ở trên nó là từ thực quản nó xuống là thượng vị, rồi xuống dưới dạ dày nó có cái bờ cong lớn, nó cong ra, nó hơi chết về phía bên trái một tí xíu, có bờ cong nhỏ, rồi ở dưới cùng là môn vị. Môn vị là cái nơi mà sau khi mà thức ăn nó nhồi nhuyễn xong, nó đi qua tá tràng, nó sẽ đi qua cái môn vị và đi xuống ruột non. Thế đó là cấu tạo của dạ dày. Bệnh đau dạ dày khi nào mà cái dạ dày nó bị loét hay là nó bị viêm. Cái chữ loét với viêm là nó là hai mức độ nó khác nhau. Thí dụ viêm không là coi như nhẹ bình thường, nhưng mà một khi nó đã loét rồi là mình khó trị hơn. Và có một cái điểm đặc biệt nữa là khi ăn vô mà nó đau liền thì thường thường cái loét đó nó nằm ở dạ dày. Còn nếu như mà 3 đến 5 giờ sau mới đau thì nó nằm ở tá tràng. Chính vì vậy mà người ta không bao giờ nói là đau hay loét dạ dày không, mà ta bảo là đau hay loét dạ dày tá tràng, nghĩa là nó có liên quan đến cái tá tràng nữa. Đấy là cái cấu tạo sơ bộ của cái dạ dày. Còn cái bệnh á, là một khi mà đã loét rồi thì cái phép trị của nó là phải tráng cái niêm mạc dạ dày để cho nó giảm đau. Cho nên làm sao mà hết đau là người ta thấy tạm thời là tạm ổn, nhưng mà điều trị thì phải lâu dài. Đó là về cái dạ dày.